Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho trỗi dậy từ cõi chết. Ở đó người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xích chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà nực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Giuđa Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Ý nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy đi những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: cứ để cô ấy làm. Cô ấy giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai tán thầy. Người nghèo thì anh em lúc nào cũng có bên cạnh, còn thầy anh em chẳng có mãi đâu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Vào giữa năm 1726, lúc đó chủng sinh Alfonso mới chịu chức phó tế được một thời gian ngắn thì đổ bệnh nặng đến mức độ phải xin cha đến sức dầu. Sau khi sức dầu xong thì cũng không bình phục ngay. Và mọi người đang muốn làm cái điều gì đó cho Alfonso, như là một cử chỉ mà cho những người thập tử nhất sinh mong muốn. Thì lúc đó thầy phó tế Alfonso xin mọi người kiệu tượng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Lầm Tôi ở ngay trong bệnh viện của những bệnh nhân bất trị đến để ngài được chạm vào Đức Mẹ. Và khi chạm vào Đức Mẹ rồi, ngài cầu nguyện với Đức Mẹ, rồi sau đó thầy thuốc tiếp tục cho thuốc ngài như thế nào đó, ngài bình phục. Và đến tháng 12 năm đó thì ngài chịu chức linh mục. Alfonso không chọn một tượng Đức Mẹ nào khác mà chọn tượng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Lầm Tôi, và ngay tại bệnh viện của những bệnh nhân bất trị, là bởi vì thời trai trẻ cũng như suốt thời kỳ làm luật sư của ngài, ngài chọn nơi đó, nơi mà có những bệnh nhân. Từ đó mà đi ra thì chỉ ra nhà xác và ra nghĩa trang thôi, chứ không có về nhà. Bởi vì bệnh bất trị rồi, không có thuốc, hết thuốc chữa rồi. Và nơi đó là một nơi mà Alfonso có được những kinh nghiệm tâm linh một cách đặc biệt. Mấy ngày nay tôi mở lại tiểu sử, tôi đọc đi đọc lại, tôi xem coi Alfonso đến nó làm cái gì. Ngài có mang gạo đến cứu trợ không? Ngài có mang tiền đến cho những người đó không? Tôi đọc hết hai quyển tiểu sử của ngài, không có một chi tiết nào nói rằng ngài mang những của cải vật chất, từ quần áo đến tiền bạc đến cho những bệnh nhân đó cả. Kể cả thuốc men ngài cũng không mang tới. Sử gia Toinaya và cha rể Mạc Mê Sôn này viết lại cũng chỉ nói ngài đến viếng thăm họ như là một sự hiện diện. Nhưng mà đối với ngài nó là một cái diệu cảm gì rất đặc biệt, đến mức độ nó như là một cái phần chiếm hẳn quỹ thời gian rảnh rỗi của ngài trong đời sống là một luật sư của ngài. Rồi khi ngài chịu chức linh mục, ngài bắt đầu tiếp tục hướng đến người nghèo. Ngài không bỏ nơi chúng ta vừa đề cập là bệnh viện của những bệnh nhân bất trị, nhưng ngài bắt đầu tiếp cận hơn với những người không bị bệnh về thể xác.
nhưng hình như họ bị tổn thương rất lớn về tâm linh, đến mức độ họ sợ nhà thờ, ngại nhà thờ và ghét nhà thờ. Họ là những người buông thúng băng bưng, họ là những người đầu đường xó chợ, và thậm chí trong số họ có cả hạng đĩ điếm trộm cướp. Thanh Phong Xô đến với họ, ban đầu là những cuộc gặp gỡ cá nhân, và sau đó, sau khi nghe những cuộc gặp gỡ cá nhân đó, thì chính sáng kiến của những người nghèo đó, họ đã đề nghị Ngài có thể gặp gỡ họ theo nhóm nhỏ. Và bắt đầu Ngài hỏi họ là về nhà thờ, về nhà xứ để gặp gỡ hay sao? Nhưng mà họ từ chối. Họ xin ghé vào cái tiệm tạp phô của ông Ba bà Bảy nào đó, ghé vào cái tiệm cắt tóc của chú Chín chú Hai gì đó. Và từ những nơi đó bắt đầu hình thành nên cái sau này các tu sĩ dòng Chú Thế hay nói nguyện đường đêm. Ngay cái nơi người ta làm việc của người nghèo đó, ngay cái nơi buôn bán của một gia đình nghèo đó, trở thành cái điểm hội tụ để cầu nguyện. Và khi hội tụ như vậy, cũng có nhiều người không có ưa Thánh Anh Phong Xô khi Ngài làm những việc đó. Và có người đã kiện với Đức Giám Mục, và thậm chí đã có một lần cha tổng quản lý đã phải gọi cảnh sát đến xem coi cái nhóm đó là nhóm gì, có thể nó là một nhóm tà giáo nào đó. Bởi vì có những người họ kiện cáo rằng là cái nhóm này có vẻ như là một mặt tôn thờ Chúa, nhưng một mặt chấp nhận những cái việc khoái lạc ngay trong chính cái việc tôn thờ Chúa đó. Bằng chứng là một cái câu nói là khi một người họ nói về cái tình trạng của họ ăn chay, nhưng sau đó là họ được ai đó cho ăn thịt sườn, thì họ cố gắng giữ chay, họ ăn chay, nhưng trong khi họ đang trong tình trạng bệnh tật rất là nặng, thì cha An Phong mới nói lúc đó người ta có đưa 3 miếng sườn thì anh cũng cứ ăn hết 3 miếng sườn đi, như thế cũng đẹp lòng Chúa. Thì có lẽ cái câu đó nghe không có được rõ và không đầu đuôi xuôi ngọt đã được báo lại cho Đức Giám Mục, và Đức Giám Mục phải kêu cảnh sát đến. Và thế là cái nhóm ngày hôm đó được cảnh sát mang về đồn. Khi mang về đồn thì người ta biết cái người cầm đầu cái nhóm đó, hay nói đúng hơn là cái người mà đang điều phối nhóm đó là cha An Phong Xô. Và lúc đó Đức Giám Mục gặp riêng An Phong Xô và nói việc làm của cha rất là tốt, cha tiếp tục làm đi, nhưng mà cha cẩn thận, có thể có những người không thích cha, họ sẽ tiếp tục gây khó cho cha, và đặc biệt cũng có thể có nguy cơ có những nhóm tà giáo họ lợi dụng cái này. Và tiếp tục An Phong Xô cùng với mọi người làm cái hoạt động đó. Cái hoạt động này nó có một cái điểm rất đặc biệt, đó là khi các nhóm nó được hình thành thì ai là nhóm trưởng, ai là người điều hành? Không phải An Phong Xô. An Phong Xô chỉ được giao cho cái bổn phận là người phụ tá. Còn người nhóm trưởng là một anh hớt tóc, là một người buôn bán, nói chung là một người trong những anh chị em quy tụ lại. Họ là những người quyết định nhóm sẽ làm gì trong việc thờ phượng Chúa. An Phong Xô là cái linh hồn, nhưng mà về trách nhiệm là một vai trò phụ tá, một người giúp việc, thuần túy giúp việc mà thôi. Những cái việc làm của An Phong Xô ở bệnh viện những bệnh nhân bất trị và ở các nguyện đường đêm cho chúng ta thấy điều gì? Tất nhiên chúng ta thấy người nghèo, nhưng vượt lên trên cái người nghèo, chúng ta thấy cái điều mà An Phong Xô thao thức từ thế kỷ thứ 18 không phải là đáp ứng một cái nhu cầu vật chất, mà Ngài nhắm đến đáp ứng nhu cầu thiêng liêng, nhu cầu tâm linh. Nói như vậy thì một số người sẽ nói rằng là ở cái thời điểm này mà còn nói như vậy là nó sai tinh thần công đồng Vatican II, thậm chí là sai cả hiến pháp mới của dòng Chúa Cứu Thế. Thưa không, công đồng Vatican II cũng như hiến pháp dòng Chúa Cứu Thế nói đến cái việc phải cứu độ con người một cách toàn diện, tức là cả phần hồn lẫn phần xác. Nhưng chúng ta quên một điều rất quan trọng của cả hai cái văn kiện đó. Ai là người cứu độ? Tôi à?
anh chị em à, không, Chúa mới là người cứu độ. Chúng ta chỉ là cánh tay của Chúa như thế nào đó thôi. Chúng ta có cho họ ăn 10 bát cơm, họ sẽ tiếp tục đói nếu họ không gặp được Chúa Giêsu. Chúng ta có thể xây cho họ những ngôi nhà để họ ở đỡ, tránh mưa, tránh gió, tránh bão. Nhưng một thời gian sau, cái nhà nó cũng sẽ sập nếu họ không gặp được Chúa Giêsu. Hàng loạt những việc nâng cao giá trị của con người. Tôi nhớ vào năm 92, khi tôi cùng với một số người bạn chăm sóc trẻ em đường phố, khi tôi chở một em người Việt nhưng mà gia đình gốc Khmer, chạy xe đạp thôi xung quanh Thảo Cầm Viên. Vì hồi đó chúng tôi liên lạc được với ông giám đốc, ông cho chúng tôi được quyền mang xe vô chạy vòng vòng trong Thảo Cầm Viên á. Khi em nó ngồi đằng sau lưng, nó dơ giấy đen đuốc, nó chạy đến đâu những cái cửa hàng buôn bán mà trước đây xua đuổi nó, thì nó cứ gọi tên của họ, bà Năm, bà Bảy, ông Chín gì đó, thầy của tôi nè, thầy của tôi nè. Và nó rất là tự hào, bởi vì lúc đó nó cảm thấy rằng là không phải nó là một đứa bị người ta hất hủi nữa, mà thậm chí có những người mà nó hãnh diện là thầy, mặc dù lúc đó mình cũng chẳng có ngon lành gì, nhưng mà chở nó, tức là trân trọng nó, giá trị nó được nâng lên. Nhưng mà mình nâng nó được bao nhiêu lần, mình chở nó được mấy hôm, rồi sau đó mình không làm nữa, ai chở nó? Rồi khi nó lớn lên rồi, nó không thể, mình không chở được nữa, thì cuộc đời nó ai sẽ nâng giá trị nó lên? Cho đến khi nó gặp Chúa thì giá trị của nó mới thay đổi. Nó sẽ được quyền năng của Chúa làm cho nó được vượt lên trên những giá trị mà người ta đang miệt thị, đang đè bẹp nó xuống. Tôi nhớ khi Đức Tổng Giám Mục Du Xe Ngô Quang Kiệt, lúc đó Ngài là Linh Mục, Ngài mới du học bên Pháp về, chúng tôi có tổ chức một cái buổi cho giới trẻ giáo xứ này nè, gặp gỡ Ngài để nói chuyện. Trong buổi nói chuyện đó, có một bạn trẻ hỏi với Ngài rằng: thưa cha, con nghe nói là ở bên Pháp và Âu Châu người ta đang bỏ đạo. Thì Đức Tổng Kiệt lúc đó Ngài trả lời là không có. Ở Âu Châu hiện nay họ không bỏ đạo mà lại đang đi tìm cái đạo. Nếu có bỏ thì chăng họ chỉ bỏ những cái đạo truyền thống, như là Công giáo nè, như Tin lành nè, như Anh giáo nè, như Chính thống giáo nè. Nhưng mà họ đang nỗ lực đi tìm những tôn giáo mới, những tôn giáo đông phương, những tôn giáo thần bí. Ngài kể rằng lúc đó Ngài mới hỏi lại các bạn trẻ đó, theo các bạn đó là tại sao các bạn lại như vậy? Thì các bạn trẻ ở Paris đó mới nói với Ngài: sở dĩ chúng con đổ xô đi tìm những con, chúng con không vượt tới được, và chúng con biết chúng con cần và phải đợi chờ để được cứu. Còn khi chúng con vào các nhà thờ Công giáo thì bây giờ bắt đầu là làm việc bác ái xã hội rất là nhiều. Thật ra việc bác ái xã hội đối với chúng con cũng làm được, chúng con làm rất chuyên nghiệp, và chúng con làm nhiều hơn các cha các sơ. Vấn đề mà người Kitô giáo làm men làm muối là chỗ này. Vấn đề mà từ thế kỷ thứ 18 anh Phong Xô đã thấy là cái sức giới hạn của chúng ta để có thể cứu người ta, và cái sự vô biên quyền năng của Đức Giêsu Kitô đứng cứu độ cứu người ta. Một người bệnh bất trị, có cho họ thêm thuốc thì cũng nhìn chơi cho vui chứ uống gì được, có khỏi đâu. Lúc đó họ rõ ràng cần Đức Giêsu cứu, để lòng họ bình an, tinh thần của họ còn có thể trở nên nguồn nâng đỡ cho những người thân yêu của họ đang kỳ vọng họ. Đối với những người buông thúng băng bưng, đối với những người đầu đường xó chợ, khi họ cùng quỳ gối bên cạnh Linh Mục An Phong Xô, họ biết rằng họ cùng là con của Đức Chúa Trời, y như An Phong Xô và ngang hàng với An Phong Xô. Cái giá trị của họ bằng ông mục sư, giá trị của họ bằng ông linh mục. Và cái điều đó, khi họ thật lòng đón nhận chính cái quyền năng của Chúa để thay đổi cái giá trị mà xã hội đang chà đạp họ, thì làm cho họ được giải thoát. Chỉ cái đó thôi đã là năng lực tạo ra hàng loạt sức mạnh để có thể họ làm ra hàng loạt của cải vật chất mà bao nhiêu nhà tâm lý không cách nào làm được cho họ.
Tất nhiên chúng ta có một chút lý giải đối với các dòng tu ở Việt Nam. Đất nước mình bản chất là một đất nước bàn bạc, tâm linh, tín ngưỡng. Nhưng từ 54 đối miền Bắc và từ năm 75 đối miền Nam, thì đất nước mình mặc nhiên được xác nhận là một đất nước vô thần. Bởi vì những người cai quản đất nước này nhân danh cái sự vô thần đó để điều hành đất nước, và những cái gì là hữu thần thì coi đó là mê tín. Thậm chí bây giờ không gọi là mê tín nữa, gọi là một nhu cầu không thể tách rời khỏi một bộ phận trong quần chúng nhân dân. Nhưng những chính sách vẫn hạn chế về tôn giáo, làm cho các hoạt động của các sơ, các cha, các thầy của giáo dân công giáo đều phải ẩn danh Kitô giáo, không nhắc đến Chúa, không dám tôn vinh đứng đủ sức cứu độ đối tượng mình đang muốn cứu độ, đối tượng mình đang muốn chia sẻ. Và cuối cùng nó cũng chỉ dừng lại một vài việc bác ái xã hội như bao nhiêu người khác. Và nếu chúng ta can đảm chúng ta nhìn lại, cũng vậy thôi, không giúp được ai đâu. Tôi xin đưa là một bằng chứng của công tác xã hội tầm cỡ quốc tế để chúng ta thấy, rồi chúng ta lượng lại cái sức của mình trong cái việc này. Đó là nước Bangladesh. Vào những năm 80, tổ chức UNICEF tài trợ cho Bangladesh hàng loạt những cái giếng UNESCO, những giếng UNICEF, cái giếng bơm tay đó, cái giếng bơm tay. Và cái giếng đó có gần như khắp đất nước Bangladesh. Mà chúng ta biết UNICEF là một tổ chức làm công tác xã hội chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới. Họ nghiên cứu đủ thứ, trình độ không ai có thể nói họ sai được. Nhưng mà 20 năm sau thì chính chính phủ Bangladesh gửi đi đơn kiện UNICEF vì cái việc họ cho những cái giếng đó. Vì sao? Bởi vì khi cái giếng nó đào, khi băng qua lòng đất như vậy, chúng ta biết cấu trúc lòng đất là có nhiều lớp đất được gắn kết với nhau bởi những độc chất, đặc biệt là thạch tím. Và khi giếng được đào xuống thì thạch tím trong đất sẽ rỉ xuống làm cho nguồn nước bị nhiễm. Sau 20 năm, tỷ lệ người ung thư tại Bangladesh tăng 20% so với trước đó. Công tác xã hội bác ái, khoa học không khoa học quá chứ, UNICEF mà ai nói không khoa học. Cái giới hạn của con người chúng ta bấy nhiêu thôi, bấy nhiêu thôi. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn rõ cái điều đó. Cái điều mà ngày hôm nay trong Kinh Thánh nói, Giu-đa thấy bà Mát-ta lấy dầu thơm cam tùng để mà rửa chân Chúa, lấy tóc lau thơm nức cả cái phòng, đó là lãng phí. Lấy tiền đó, lấy cái đó bán đi được 300 quan tiền cho người nghèo. Cho có thực sự giúp người ta không? Có giúp được không? Hay là mình chỉ khi làm điều đó là để cho mình yên tâm rằng mình đã làm một việc tốt. Cái việc tốt phủ bóng của con người lên nhau thì được lợi ích gì? Bấy nhiêu thôi, không giúp được người ta nhiều đâu. Nên Chúa Giê-xu mới nói với các tông đồ, người nghèo thì anh em có mãi ở bên cạnh. Khi ở trong nhà tập thì tôi nhớ cha giáo Thụy, ngài đang ngồi đây, ngài có nói với chúng tôi rằng có lẽ vì Thánh Alphonso căn cứ vào câu này mà ngài mới nói với anh em trong dòng rằng dòng Chúa Cứu Thế sẽ tồn tại đến tận thế. Là bởi vì dòng Chúa Thế buộc sứ mạng của mình với người nghèo, sống với người nghèo, đón nhận người nghèo, phục vụ người nghèo, và một cách nào đó đón nhận Chúa qua người nghèo. Sứ mạng của tất cả chúng ta khi chúng ta ngồi đây một cách nào đó là cộng tác viên của dòng Chúa Thế, hay là nói theo kiểu chém tỉnh là dòng Chúa Cứu Thế tại thế đó, chúng ta cũng phải xét mình lại cái chuyện này. Chúng ta có thực sự muốn hình ảnh của Đức Kitô cứu độ họ phủ trên cuộc đời của những người nghèo mà chúng ta trợ giúp không? Khi chúng ta làm các hoạt động ở thời điểm hiện nay thì thường có nhiều anh chị em nói rằng cha nói một tiếng đi là mọi người sẽ làm hết mọi việc, mọi người sẽ răm rắp theo, mọi người sẽ đóng góp, mọi người sẽ kỷ luật, mọi người sẽ tham gia nhiệt tình. Rồi các cha cũng đơn sơ tưởng như vậy, từ những hoạt động xã hội của giáo dân bắt đầu trở thành hoạt động xã hội của các cha,
các cha bắt đầu điều phối, điều hành. Mặc dù chỉ mang danh là linh hướng thôi, nhưng mà gần như điều hành từ A đến Z. Thậm chí nếu có dịp quan sát thì một số người đi chỉ thuần túy là người sai vặt cho ông cha trong một cái hoạt động đó thôi. Cái điều này hoàn toàn xa lạ với Alfonso. Hoàn toàn xa lạ với Alfonso. Nhưng bây giờ cái thực tế cho dân Việt Nam mình không đủ tin nhau. Không đủ tin nhau vì chúng ta chưa đủ tin Chúa. Hãy tin Chúa đi, chúng ta sẽ đủ sức tin nhau. Khi chúng ta đủ sức tin Chúa thì chúng ta đủ sức tin nhau. Và lúc đó chúng ta hãy làm. Chúng ta làm cái việc bác ái xã hội đó. Lúc đó các cha, các thầy, các sơ sẽ là những người đưa Chúa Giê-xu một cách hiện hữu cho cộng đoàn phục vụ và cho chính những đối tượng thụ hưởng đó. Còn nếu bây giờ mà các cha cứ lây hoay điều hành, các sơ cứ lây hoay điều hành thì đúng là cuối cùng chỉ còn lo cái chuyện làm sao có tiền để cứu trợ, làm sao có tiền để mua thuốc, làm sao có tiền để cái này cái. Cuối cùng cái quan trọng không được làm vì không có giờ để làm nữa. Cái điều mà Thánh Alfonso làm ở thế kỷ thứ 18 thì đến mãi hậu bán thế kỷ 20 thì ở Âu Châu, ở Philippines mới rộ lên cái gọi là cộng đoàn cơ bản. Là như vậy đó, là những giáo dân quy tụ lại với nhau, họ điều hành nhau để thờ phượng Chúa và dấn thân trong một cái mục tiêu phục vụ Chúa trong xã hội. Khi chúng ta cùng với nhau suy nghĩ về Thánh Alfonso với người nghèo thành thị, chúng ta được mời gọi đặt lại cái tương quan bộ ba Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, người nghèo và chúng ta. Khi mà chúng ta đặt cái tương quan của chúng ta như thế này, chúng tôi là những người giúp người nghèo là quan trọng, không có chúng tôi là người nghèo chết, thì lúc đó chúng ta đang cản đường Đức Kitô đến với người nghèo. Khi người nghèo ngộ nhận chỉ có chúng ta mới có thể giúp được họ, không có ai khác giúp được họ, thì họ tự đang đóng lòng lại, không đón nhận Đức Kitô, và cũng làm vật cản trở chúng ta đón nhận Đức Kitô. Chúng ta phải sắp xếp làm sao cho bộ ba đó Đức Kitô có thể chạy qua người nghèo, chạy đến chúng ta, rồi từ chúng ta lại quay về với Thiên Chúa Ba Ngôi. Phải khai thông lại cái con đường đó, phải khai thông lại con đường đó. Thì lúc đó những cái việc chúng ta dấn thân phục vụ cho người nghèo thành thị mới là thực sự việc cứu độ cho thế gian này. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng cái việc bác ái là cái việc cần, nhưng không phải chúng ta là những người duy nhất có thể làm được. Thậm chí khi chúng ta coi chúng ta là đối tượng duy nhất làm việc đó thì chúng ta đang làm cho xã hội trở nên quan liêu và tham nhũng. Cách đây vài năm ở An Thế Đông, nhà nước có chính sách hỗ trợ tôn lợp lại mái nhà cho những gia đình nghèo theo cái chính sách 136 gì đó, tôi không nhớ rõ lắm. Thì ban đầu danh sách trong cái vùng đó được đưa lên 20 người, 20 gia đình, nhưng cuối cùng 10 gia đình bị gạch, không được nhận. Vì 10 gia đình này có đạo, có ông cha lo rồi. Trong khi đó là cái quỹ an sinh xã hội của quốc gia, người dân dù có đạo hay không có đạo cũng được quyền hưởng. Nhưng vì chúng ta lo rồi thì ôi, có ông cha lo rồi, thì cái phần còn lại có thể rơi vào túi tham nhũng chứ là gì nữa. Nên cái việc bất ái của chúng ta mà chúng ta không nhận diện rõ cái điều đó, chúng ta đang đẩy xã hội đi cái xấu hơn chứ chưa chắc làm việc tốt đâu. Phải khiêm tốn đánh giá lại việc xã hội của mình trong cái nhìn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, trong kinh nghiệm của Alfonso. Người nghèo luôn ở với chúng ta, nhưng Chúa Giêsu thì cần hơn cho người nghèo và cần hơn cho chúng ta. Amen.